Vâng, và xin cảm ơn tiếng hát của bạn Sa Cường qua hai ca khúc trữ tình rất là hay, đúng quý vị. Và cái tưởng tượng quý vị, và ngay như lúc tôi đã nói ngay từ đầu thì mỗi người chúng ta đều có những khát vọng, và đặc biệt khát vọng nhất đó là những niềm khát vọng tràn đầy nhiệt huyết với quê hương, với đất nước, với tổ quốc linh thiêng. Và ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn với tựa đề Khát Vọng, qua phần trình bày của bạn Trung Sơn. Và một tràng pháo tay của tất cả quý vị cùng chờ đón giọng ca của bạn Trung Sơn. Tình yêu
Và xin được cảm ơn tiếng hát của bạn Chu Sơn qua ca khúc Khát Vọng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Và kính thưa tất cả quý vị, ở phía nơi đảo xa thì những người lính của chúng ta vẫn ngày đêm lạc quan, yêu đời và luôn cất lên những lời ca tiếng hát của mình. Và để ngày đêm họ vẫn luôn hướng về phía nơi đất liền, nơi hậu phương vững chắc, nơi những ánh mắt em thơ, những ánh mắt của những mẹ già và ánh mắt của những người yêu thương của mình đang ngày đêm trông ngóng và động viên cho những công việc hiện tại của những người lính và giúp cho họ một tinh thần thêm sắt thép trước những dòng ba bão táp của đại dương sóng gió. Và chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Nơi Đảo Xa, một sáng tác của nhạc sĩ Thế Song qua phần trình bày của anh Xuân Diệu. Và một tràng pháo tay của tất cả quý vị cùng chờ đón giọng ca của anh Xuân Diệu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, và xin cảm ơn tiếng hát của anh Sơn Diều với ca khúc Nơi Đảo Xa. Và kính thưa quý vị, khi Tổ quốc gọi thì chúng tôi lên đường. Vâng, đó là một lời, một câu slogan rất là tuyệt vời của các thế hệ trẻ như chúng ta. Và chúng tôi sẵn sàng hy sinh tất cả và theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Chúng tôi sẽ mang theo những kỷ niệm thật là tuyệt vời. Chúng tôi sẽ mang đến, mang theo những tình yêu thương gia đình, tình yêu thương đất nước để lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc. Và trong chương trình ngày hôm nay, thì để thay đổi không khí một chút, thì Lê Dũng sẽ đại diện cho Sân khúc Quán xin được gửi tới toàn thể quý vị một sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh với tựa đề Biển Đêm. Xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng lắng nghe. Anh